chào quý vị. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay thứ hai, ngày 29 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Người nối nhịp cầu tri thức cho trẻ em nghèo bằng tấm lòng thiện nguyện, một câu chuyện cảm động của những ngày đầu năm học mới. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm an toàn nợ công, từ năm 2017 sẽ tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho các dự án mới. Trên thế giới, hôm nay Tổng thống Brazil Dilma Rousseff lần đầu tiên điều trần trước thượng viện từ khi bị Quốc hội đình chỉ chức vụ Tổng thống vào tháng 5 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Can, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng sáng nay đã đến thăm di tích lịch sử nhà Tổng Thận, một trong những địa chỉ đỏ nằm giữa lòng thành phố Tân An, chứng nhân của một thời kỳ lịch sử. Di tích nhà Tổng Thận tọa lạc tại số 4 Ngô Quyền, phường 1, thành phố Tân An. Đây là trụ sở công khai đầu tiên của Tỉnh ủy Tân An sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh tại quyết định số 3148 ngày 12 tháng 11 năm 1998. Sau khi được công nhận là di tích lịch sử năm 2009, nhà Tổng Thận được đầu tư kinh phí trùng tu tôn tạo để phục vụ công tác giáo dục truyền thống và tham quan du lịch của tỉnh. Bên cạnh những nét độc đáo về phong cách kiến trúc nhà ở dân dụng của tầng lớp Trung lưu Nam Bộ nửa cuối thế kỷ 19, cùng những hiện vật mô hình và hình ảnh tái hiện lại cuộc họp lần thứ 3 của Tỉnh ủy Tân An về bối cảnh vài nét về Tân An xưa, di tích nhà Tổng Thận còn tái hiện phòng tra tấn và phòng giam các chiến sĩ cách mạng mà phát xít Nhật xây dựng ở đây trong thời gian chiếm đóng từ năm 1941 đến năm 1945. Đây là một trong những địa chỉ đỏ cho việc tham quan tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ. Hội đồng Nhân dân huyện Đức Hòa khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp lần thứ 3, kỳ họp bất thường nhằm xem xét thông qua việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và triển khai lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản năm 2017. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, thì có 10 hạng mục công trình dự án với tổng diện tích hơn 28 hectare được điều chỉnh quy hoạch. 10 hạng mục công trình gồm Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, Trung tâm Thương mại Hồng Nghĩa, Trung tâm Thương mại Đức Hòa, Cơ sở Giết Mổ, Gia súc Sơn Thủy Hà, Công ty Thịnh Hưng, Công viên Thị trấn Hồng Nghĩa, Công viên Nước Trần Anh Vista, Chợ Đức Hòa Hạ, Khu dân cư Tala Garden, Khu phố chợ Toàn Gia Tiến. Sau khi xem xét thảo luận cho ý kiến các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện, kỳ họp đã thống nhất thông qua nghị quyết về triển khai lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản năm 2017 với tổng số vốn hơn 220 tỷ đồng với 45 công trình. Kỳ họp cũng đồng thời thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tổng diện tích điều chỉnh gần 500 hectare với tổng số 27 công trình. Tại huyện Cần Đức, hôm nay, trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc phía Nam Võ Văn Thiện cùng đoàn công tác Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Ân, huyện Cần Đức. Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thiện chia sẻ những khó khăn của địa phương, đồng thời đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giám sát chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát huy dân chủ, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ để hộ dân thoát nghèo bền vững. Trước đó, báo cáo với đoàn công tác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Ân cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều mô hình ở khu dân cư được xây dựng với chất lượng ngày càng được nâng cao, như mô hình cơ sở thờ tự văn hóa, bảo vệ môi trường, hỗ trợ hộ nghèo, khu dân cư tự quản về an ninh trật tự, tổ dân vận ấp. Qua những mô hình cụ thể, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Ân đã đoàn kết tập hợp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Song song với công tác tuyên truyền vận động, Mặt trận Tổ quốc xã còn thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội như tổ chức đối thoại giữa bí thư đảng ủy xã với nhân dân, qua đó giải quyết những vấn đề bức xúc kiến nghị của nhân dân, giám sát việc xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Hiện nay, huyện Mộc Hóa đã thu hoạch khoảng 7.000 hectare lúa hè thu. Từ nay đến cuối tháng 9, nông dân sẽ bắt đầu thu hoạch rộ và dứt điểm. Vụ hè thu năm nay, huyện Mộc Hóa gieo sạ gần 22.000 hectare, như vậy vẫn còn trên 14.000 hectare chưa thu hoạch.
Hiện nay giá lúa trung bình từ 5.200 đồng đến 5.600 đồng một ký lúa tươi tùy theo giống, năng suất đạt từ 5,5 đến 7 tấn một hecta. So với vụ hè thu năm trước, giá lúa năm nay cao và ổn định hơn. Mặc dù do ảnh hưởng nắng nóng từ đầu vụ và thời tiết thất thường trong những ngày qua, nhưng với giá lúa ổn định như hiện nay, nông dân vẫn có lãi từ 10 đến 15 triệu đồng một hecta. Đến thời điểm hiện tại, mực nước lũ trên địa bàn huyện Mộc Hóa vẫn chưa ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, để đảm bảo một vụ mùa thắng lợi, bà con cần tập trung thu hoạch dứt điểm từ nay đến cuối tháng 9. Không phải đợi đến lúc giàu có mới làm từ thiện. Suy nghĩ như vậy nên anh Nguyễn Lê Duy, hiện là cán bộ trường thanh xã Thành Đức, huyện Bến Lức, đã không quản nhọc nhằn đi vận động quyên góp từng quyển tập để giúp con em những gia đình nghèo có điều kiện đến trường. Một câu chuyện cảm động của những ngày đầu năm học mới. Người dân ở xã Thành Đức, huyện Bến Lức không lạ gì anh Nguyễn Đệ Duy. Hơn 3 năm nay, cứ mỗi dịp khai giảng năm học mới là anh đi vận động quyên góp tập mới, sách giáo khoa cũ để giúp học sinh nghèo. Ngoài tập sách, anh còn vận động kinh phí để may đồng phục và cả xe đạp cũ mà nhiều người không còn sử dụng để mang về anh sửa chữa lại và tặng cho những học sinh chưa có xe để các em đến lớp. Những học sinh nào thiếu sách vở chủ động tìm đến anh. Những lúc gấp gáp như thế, anh Duy lấy tiền lương của mình, lương của một cán bộ truyền thanh xã để mua cho các em. Muốn vận động bạn bè, mạnh thường quân tặng cho tập trắng để vừa tặng sách rồi vừa tặng tập để đồng hành cho các em. Do đó thì giúp cho các gia đình nó giảm bớt chi phí trong đầu năm học mới. Năm học 2016-2017 đã đến, nhiều trẻ em nghèo trên địa bàn xã rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Nghĩa cử của anh Duy đã chia sẻ phần nào những khó khăn vất vả của các bậc phụ huynh nơi xóm trọ nghèo. Trong ngôi nhà nhỏ sập sệ, có 5-6 em nhỏ đang hớn hở chờ anh Duy mang tập đến cho. Những năm học sau thì cũng sẽ tiếp tục tôi đồng hành và vận động cho những chương trình quyên góp sách cũ tặng tập. Cứ thế đến nay, anh Duy đã vận động được khoảng 60 bộ sách giáo khoa cũ, hơn 1.000 quyển tập, 3 xe đạp, 15 bộ áo dài và đồng phục cũ. Ngoài việc vận động cho học sinh nghèo, anh Duy còn thường xuyên vận động cho hộ nghèo, gia đình khó khăn. Anh xem đó là trách nhiệm và là niềm vui, niềm hạnh phúc của anh. Anh Duy chỉ mong ước một điều rằng việc làm của anh sẽ được nhiều người ủng hộ hơn nữa để giúp những học sinh nghèo có cơ hội đến trường. Với anh, không có gì vui bằng khi được thấy những em học sinh nghèo ngày ngày cấp sách đến trường với những nụ cười hồn nhiên rạng rỡ. Để phục vụ dịp Tết Trung Thu năm nay, nhiều gian hàng bánh Trung Thu đã được trưng bày khắp các tuyến phố trên hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Không khí mùa Trung Thu đã bắt đầu khởi động, ghi nhận từ thành phố Tân An và huyện Đức Hòa. Toàn huyện Đức Hòa có trên 50 cơ sở, cửa hàng bán bánh Trung Thu và lồng đèn. Theo giá niêm yết, bánh kinh đô tùy theo sản phẩm và trọng lượng mà mức giá dao động từ 35.000 đến 156.000 đồng một chiếc. Riêng dòng sản phẩm trang vàng thuộc hàng bánh cao cấp giá từ 570.000 đồng đến 3 triệu đồng một hộp. Riêng thương hiệu Đồng Khánh mỗi chiếc có giá từ 34.000 đồng đến 125.000 đồng. Rồi thì nói chung là cái lượng bánh Trung Thu của năm nay thì nó cũng ổn định giống như mọi năm. Cái giá cả thì nó cũng cứ hàng năm thì thường nó cũng có tăng lên. Khoảng 5-10% gì đó cũng tùy lại. Nói chung là nó cũng vậy, người ta cũng chỉ mua lẻ ăn rồi vậy thôi. Chứ cũng không thấy con nít nào hào hứng Trung Thu giống hồi xưa mình nôn nao đúng không? Nhưng giờ thì không có. Năm đến rằm Trung Thu đó mình mua bánh về để cho con cái nó mừng. Nhưng cái thứ hai nữa mình mua về mình biếu cho người thân mình để làm quà mùa Tết Trung Thu á. Nói chung về cái mặt hàng bánh Trung Thu năm nay thì so cái bán của năm nay so với năm rồi cũng còn đang chậm. Nhưng mà các cơ quan thường mua để về tặng cho các công nhân xí nghiệp hoặc là các trẻ cái tuổi của thiếu nhi ra là đã đặt rồi. Bên cạnh đó, các hãng bánh còn cho ra mắt dòng bánh Trung Thu dinh dưỡng, giảm ngọt, giảm béo dành cho người ăn kiêng và người bị bệnh tiểu đường. Các sản phẩm dành cho thiếu nhi. Cùng với thị trường bánh, lồng đèn cũng được bày bán với nhiều mẫu mã màu sắc đa dạng. Hiện thị trường lồng đèn có các loại như loại bằng giấy xếp có giá từ 8.000 đến 12.000 đồng một chiếc. Lồng đèn bằng nhựa được lắp ráp sáng tạo của Việt Nam thì giá khoảng 40.000 đồng đến 100.000 đồng một chiếc. Tuy nhiên, theo một số chủ cửa hàng thì các loại lồng đèn giấy xếp được trẻ em ưa chuộng hơn bởi vừa hợp túi tiền, có nhiều mẫu mã đẹp. Đáng ghi nhận là thị trường lồng đèn năm nay có sự góp mặt của khá nhiều sản phẩm trong nước.
Nói về bán lồng đèn á, thì năm nay bán lợi thế hơn là nó đa dạng hàng của Việt Nam. Hôm nay có cái hàng nhựa tự lắp ráp thì nên là các cháu rất thích, thành ra thường xuyên lại đây để mà mua những cái mặt hàng đó, đặc biệt là hàng của Việt Nam. Ngoài cải tiến mẫu mã, năm nay lồng đèn trung thu còn được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cải thiện được tình trạng chập mạch điện. Mặc dù có nhiều cải tiến về mẫu mã, chất lượng, nhưng các sản phẩm lồng đèn nội địa có giá bán cạnh tranh hơn rất nhiều so với hàng Trung Quốc. Theo các cửa hàng kinh doanh lồng đèn trung thu, hiện sức mua đang bắt đầu tăng lên và cao điểm sẽ rơi vào những ngày cận rằm tháng 8 sắp tới. Công an huyện Cần Giuộc phối hợp công an xã Long Thượng tổ chức họp dân công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng gồm Ngô Thị Thanh Quệ, ngụ xã Long Thượng, Phạm Ngọc Tú, ngụ xã Phước Lý cùng huyện Cần Giuộc, Nguyễn Thị Trúc Phương, thường trú huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Thanh Liêm và Trần Minh Tâm cùng thường trú huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2016, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội môi trường công an huyện Cần Giuộc bắt quả tang điểm đánh bạc trái phép bằng hình thức đổ cá ngựa tại nhà của đối tượng Ngô Thị Thanh Quệ, thu giữ một bộ cờ cá ngựa và 30.550.000 đồng. Công an huyện Cần Giuộc đã ra quyết định xử phạt 4 đối tượng Tú, Phương, Liêm và Tâm, mỗi đối tượng 1.500.000 đồng vì hành vi đánh bạc. Riêng đối tượng Ngô Thị Thanh Quệ, Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định xử phạt hành vi chứa chấp đánh bạc với số tiền 7.500.000 đồng. Tiếp tục phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ phòng tham mưu công an tỉnh hôm nay cho biết, 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ở huyện Cần Giuộc và Thủ Thừa làm bị thương 4 người, hỏng 3 xe ô tô và 3 xe mô tô. Lực lượng tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông xử phạt 47 trường hợp vi phạm, phạt hơn 39 triệu đồng, tước 10 giấy phép lái xe. Mời quý vị theo dõi nội dung phần tin trong nước. Ngày 29 tháng 8 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ tư năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và chúc mừng biểu dương các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Tại chương trình, ban tổ chức đã tuyên dương trao kỷ niệm chương cho 20 đại biểu thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác xuất sắc nhất trong giai đoạn 2014-2016. Đây là những đoàn viên thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện, thật sự là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu niên và xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư hoan nghênh Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có sáng kiến tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác. Đánh giá cao, Đoàn Thanh niên đã hưởng ứng tích cực việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư đề nghị việc tuyên dương 445 thanh niên tiên tiến xuất sắc lần này cũng như phong trào thi đua người tốt việc tốt của đoàn cần được nhân rộng, lan tỏa để mọi người cùng học tập, cùng làm theo. Tổng Bí thư chỉ rõ, đã là thanh niên tiên tiến thì không phân biệt tuổi tác, giới tính, cấp bậc, chức vụ, cương vị công tác. Dù ở vị trí nào, làm công việc gì, tất cả đều có một mẫu số chung, tiêu chí chung, đó là thực sự đóng vai trò tiên phong, gương mẫu. Theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để bảo đảm an toàn nợ công, từ năm 2017 sẽ tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho các dự án mới. Trường hợp đặc biệt cấp thiết trình Thủ tướng xem xét quyết định cấp bảo lãnh chính phủ đối với từng trường hợp cụ thể. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, thông tin, báo cáo đối với các dự án được Chính phủ bảo lãnh. Đối với những dự án bảo lãnh kém hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu báo cáo định kỳ và giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể. Theo yêu cầu của Thủ tướng, trong trường hợp doanh nghiệp vẫn còn có thể huy động từ các nguồn vốn khác, thì sẽ hạn chế việc cho vay ứng vốn từ quỹ tích lũy trả nợ. Các doanh nghiệp phải nỗ lực tự thu xếp nguồn vốn đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, đàm phán với bên cho vay để tái cơ cấu khoản vay. Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến 31 tháng 12 năm 2015, tổng số cam kết bảo lãnh chính phủ là gần 26 tỷ đô la Mỹ, trong đó bảo lãnh vay nước ngoài hơn 21,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm xấp xỉ 84%.
Sáng nay, 29 tháng 8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các bộ ngành liên quan về tình hình kinh tế hợp tác và kết quả thực hiện kết luận 56 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Hợp tác xã 2012. Dù được đánh giá là quan trọng và đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng hợp tác xã vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan tìm hướng tháo gỡ những vướng mắc để thúc đẩy thành phần kinh tế hợp tác xã. Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng trên 20.000 hợp tác xã, nhưng vẫn còn 38% số hợp tác xã chưa chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã 2012. Nhiều bộ ngành địa phương chưa quan tâm xây dựng chương trình, đề án của Thủ tướng về chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã ban hành chậm, thiếu đồng bộ, chưa sát với thực tiễn. Trong vòng 10 năm trở lại đây, các hợp tác xã mới được đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Hầu hết các hợp tác xã đều đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn thị trường. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, việc các hợp tác xã gặp khó trước hết xuất phát từ chính sách đầu tư cho các hợp tác xã đã có nhưng chưa đi vào cuộc sống. Đơn cử như chính sách cho hợp tác xã vay vốn theo hình thức tín dụng tối đa là 500 triệu. Nhưng theo tổng kết của Ban Kinh tế Trung ương, đến nay chưa có một hợp tác xã nào tiếp cận được nguồn vốn này. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ban ngành Trung ương cùng cho ý kiến để tháo gỡ những khó khăn để các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã phát triển xứng với tiềm năng. Tới đây, chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới. Là tổ chức kinh tế xã hội, cơ quan tham mưu cho đảng và nhà nước phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã.